Ừ, ngon Vì lắm bạn sao ơi. không kho muối? Vì Mình sao không hút có muối còn hả? bao nhiêu mình? À? Em Ê, bỏ một ít muối thôi. nhiều quá. Nên Ôi, là chị ơi, rồi. chỉ một ít, Ôi, một đã chút sức. À, một hơn, hơn mười. Muối hơn nữa hả? Một hơn. Xin chào mọi người. Em đang ở trong bếp và chuẩn bị làm món hột mít luộc. Thì hôm bữa em mua quả mít đó mọi người. Thì còn một ít hạt mít đây. Em đã rửa rồi thì bây giờ em sẽ bỏ vào nồi luộc. Để cho thứ nhất là tại vì em thèm, tại vì tiếc quá mọi người, quả mít đắt quá mà. Em sẽ bỏ vào luộc và cho Yuri vào bún ăn thử. Cũng có nhiều hạt nó bị nứt ra mọi người này, nhưng mà cũng nhiều hạt nó còn nguyên á. Bọn em sẽ ở nhà gỗ này thêm mấy hôm nữa nữa thì sẽ về lại thành phố, cho nên là tranh thủ. Hình như hạt mít đẻ mấy ngày rồi cho nên là nó có nhiều quả, có nhiều hạt nó không có, em nghĩ là nó sẽ bị sượng. Như hạt này nó bị nở ra như thế này thì nó sẽ bị sượng, còn những hạt như thế này thì chắc là không sượng đâu. Đây, được từng này nè mọi người, hơi ít nhưng mà không sao, tại vì tất cả còn từng này. Tại cái lúc mà em bổ quả mít ở trên thành phố thì em vứt hạt đi tại vì không có bịch để mang về, thì bây giờ chỉ còn từng này thôi. Em không nhớ là sẽ luộc trong vòng bao lâu, nhưng mà em sẽ cho một ít muối đây mọi người, sẽ cho một ít muối thế thôi, không có nhiều quá đâu. Xong rồi sẽ cho một, sẽ cho nước vào. Luộc lúc nào mà nó có vẻ chín thì sẽ gạn nước đi và em sẽ để nó trên bếp một thời gian. Tại thực ra là lâu lắm rồi chưa có ăn hạt mít luộc đó mọi người. Từ cái lúc ở quê giờ á, mà lâu lắm rồi, mấy cả chục năm rồi cũng nên á. Bây giờ em sẽ bắc lên bếp và luộc cho nó sôi. Đây, bây giờ đã sẵn sàng. Cái bếp này cũ lắm rồi á mọi người, bếp cũ lắm rồi, dùng bằng điện cho nên là nó hơi lâu, nó mới chín đó mọi người. Thì em sẽ chờ xem được bao nhiêu phút thì nó sẽ chín, lúc đó sẽ cho bố và Yuri ăn thử. Mít đã sôi rồi mọi người ơi, hột mít sôi rồi, bây giờ em sẽ để thêm tầm, ôi dồi ôi, cạn luôn cả nước rồi. Luộc tầm 30 phút. Nhưng mà bây giờ nước sắp cạn rồi thì em phải đổ thêm nước thôi. Trời ơi, từ đầu đã đổ ít nước quá. Trời ơi, như thế này sẽ bị mất ngon đi, nó không có còn bùi nữa. Nên phải châm thêm nước. Nhựa mít hả trời? Này mọi người, em sẽ luộc thêm 20 phút nữa là được. Nó sôi cũng khá lâu rồi này mọi người. Nghe tiếng nổ rồi á. Nhưng mà nước cũng sắp cạn rồi, chắc là giảm lửa đi, lửa to quá. Rồi, camera. Sẽ thử một hột trước coi nó đã chín chưa. Cái hột này đi, xem nó chín chưa đã. Hình như là chín rồi, tại vì thấy nó bị nở ra rất là nhiều á mọi người. Bóc cái vỏ ra xem sao, không biết là nó có bị sượng không. Tại vì để hơi lâu á mọi người, mấy hôm nay trời mưa mà để bên ngoài mưa nó bị ngâm trong nước mưa á mọi người, nên sợ nó bị sượng á. Cứng rồi mọi người, ngon quá, rất là bùi, nóng rồi mọi người, em phải gạn nước ra đã. À, phải đi gạn cái bình cái hết nước ở trong này ra đã. Gạn ra cửa sổ thôi. Tiện ha. Đã xong rồi. Bây giờ sẽ chờ bố và Yuri vào. Thì mấy bố con sẽ ăn thử. Bố với cả Yuri đang sửa mái nhà phía sau á mọi người. Mà hôm nay trời mưa gió, nhưng mà ở trong 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 cửa sổ nhìn ra thì rất là ấm, cũng rất là thích này.
mọi người, không? Ra xem bố và Yuri như thế nào. Bố và Yuri đang sửa mái, hình như là vừa xong luôn đó mọi người. Không, đang sửa mái của bên này nữa. Thấy Yuri đang làm. Để chờ bố và Yuri một chút xíu. Yuri và bố đang cắt gỗ, cắt củi đó mọi người. Mọi người, hôm nay trời đẹp quá nè. Mây xếp tầng, xếp lớp. Đẹp quá ha mọi người à. Cái chỗ này view rất là thích luôn, thích nhất là cái view. Nhưng mà gió hơi mạnh đó mọi người. Gió vẫn hơi mạnh. Nhưng mà mây thì rất là đẹp luôn. Bắt đầu lạnh rồi, hôm nay 15 độ C mọi người ạ. Hôm nay trời chỉ có 15 độ C thôi. Bây giờ em sẽ đi nướng xúc xích. Mít luộc đã xong rồi mọi người ơi. Bây giờ sẽ mang ra cho bố và Yuri và mọi người ăn thử xem sao nhé. À, nhà em thì sẽ không quay camera giống như là quay trước mặt mọi người. Khi mà mọi người ăn như thế thì kiểu hơi không được hay cho lắm á. Mọi người ăn sẽ không được tự nhiên. Thì như thế thì em cũng không thích là như thế. Cái này là thức ăn đặc biệt. Papa. Dad. Yes, fruit. Today Yuri, huh? You want Yuri? Try it first. Now, take off the skin. Yeah, and you have skin. Take it off. It's still warm. That is from Thai food? Yeah. Did in Vietnam we eat similar same potato? No, that's the other one. Ai nấy ăn xiêmen. Dạ. Như thế cắt cái cuộn. Good đấy. Ngon không? Yeah. Nói tiếng Việt đi. Anh nói tiếng Việt đi. Ngon. Thích không? Thích. Ai mát thì cái cuộn này sao mà tan nó lại bao nhiêu xiêmen nhỉ? Ừ, vì sao rồi. Không kho muối? Vì sao không có muối hả? Em bảo một ít muối thôi. Nên là chỉ một ít, một chút. Ăn muối hơn muối. Muối hơn nữa hả? Muối hơn. Thế là Yuri ghiền nói hả? Hình như là ông nội và bố bóc hơi khó khăn. Tại vì lần đầu bóc hột mít. Yeah, I don't think what it is if it's like that. So, yeah, it's yeah. Okay, can eat it. Yes. Yeah. No, I mean, back here. Yeah. Ngon lắm. Ngon ha. Ăn ha. Tối nay mà đánh đấm mà có chân. Tối nay trung bên đánh đấm. Yuri không hiểu cái gì đâu. Yuri cho mình thêm bò đi. Tối bò có đi. Tối bò. Bố và Yuri và ông ngoại Yuri đang ăn hột mít. Ông ngoại có vẻ thích, tại ông ngoại cũng ăn thêm á mọi người. Bố cũng vậy. Tại vì nó ngon, nó bùi mà, nó cũng ngọt ngọt đó mọi người. Thế là ai cũng thích ăn. Bố với cả ông ngoại vẫn ăn mít. Mẹ cười này. Bố rồi cặp kìa. Rất là ngon. Xe tô ta. Video ăn hột mít của nhà em đến đây hôm nay thôi. Bọn em chuẩn bị ăn trưa rồi á. Nhà em chuẩn bị ăn trưa rồi á mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhà em nhé. Cũng như là chia sẻ video nào mọi người thấy thích để ủng hộ nhà em. Và mít, hột mít thì bây giờ thành đặc sản bên này luôn rồi đó. Tại nó rất là ngon, mọi người muốn đó. Mọi người đều rất là thích ăn. Ok. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye. Nhớ hỏi cho Thế sẽ lo đi, tôi biết lo. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.